Hi hello xin chào các bạn nha. Bữa nay mình trên tay cái đồng uh, xu uh, 2 đô la của Úc có hình cờ của Việt Nam Cộng hòa trước năm 55 nha. À, thật ra YouTube hoặc là báo chí thì cũng có nói nhiều về cái đồng tiền này rồi thì nhưng mà mình chưa thấy ai có trên tay cái đồng tiền hai đô la này nên vì vậy nên hôm nay mình mạo phép mình chia sẻ với là các bạn thực ra trước cái đồng xu hai đô la này thì cũng có cái đồng xu 50 chục có cái lá cờ của việt nam cộng hòa trên đây rồi chứ không phải là lần đầu tiên cũng nhân dịp uh, lễ anh chắc của úc có nghĩa là lễ của những người cựu chiến binh uh, đó thì uh, lúc đó mình nhớ là báo chí việt nam không có ai lên tiếng uh, về cái đồng xu mà có cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa trước năm 75 hết à, mình mình không thấy và lúc đó mình cũng nhớ là Úc ở đây á, người ta có tổ chức đi Việt Nam á à, để đăng mà làm lễ tưởng niệm bên đó tới 1.000 người lần nhưng mà cái tới ngày cuối cùng á thì là Việt Nam không có cho tổ chức chỉ cho đi từng nhóm mà 100 người trăm người vào thôi chứ không có cho hết vô một lần thì bây giờ mình à, mình chia sẻ đó là cái đồng tiền này á nó là bỏ lớn nha. Thực ra à, có nhiều à, cái trên website hay youtube người ta làm cái đồng tiền này, người ta cũng không có biết à, chính xác cái đồng tiền này nó là bỏ lớn. Thực ra cái đồng tiền này nó rất là nhỏ, nó chỉ bằng ngón tay như vậy thôi, chứ không có to bự giống như cái đồng tiền à, mà 10 đô la nha. Chẳng hạn như cái đồng tiền này, nó không có to lớn giống như bằng cái đồng tiền này đâu. Thì cái đồng tiền này á, người ta chỉ in ra có 80 ngàn cái thôi nha. Cái cái màu vàng này đây. Còn cái mà màu silver á, cái màu bạc á thì là 5 ngàn cái. Cái này á thì rẻ thôi. Cho cái kia á thì nó mắc hơn cái này ha. Nó mắc là tại vì á, là lần đầu tiên người ta làm cái đồng tiền màu bạc 2 đô la thôi. Chứ thật ra cái xưa nay á là người ta chỉ làm màu vàng thôi nha. Thì cái cái này á, cái đường kính của nó đó là chỉ có hai chục chấm 5 mm thôi nha và cái khối lượng của nó là 6,60 gram mệnh giá là 2 đô la Úc cái này á, là do sở đúc tiền Royal Australian Mint người ta phát hành nha à, coi như là của chính phủ Úc độc quyền á thì ngoài cái 2 đô la này á trước đây á người ta có làm cái 50 xu cái 50 xu cũng có hình cờ Việt Nam Cộng Hòa trước năm 75 cũng giống như vậy thôi nó nằm ở phần nửa ở phía dưới nhưng mà thường thường cái giá trị của nó đó thì là những cái đồng tiền á phía sau cái giá trị của nó đó là những cái câu chuyện nha thường à, mỗi một cái đồng tiền á là nó có một cái câu về lịch sử ở trên đây à, người ta để làm mà làm kỷ niệm để đâu mà cho biết chẳng à, chẳng đánh nào hoặc trận chiến nào ngày nào bao nhiêu người bị thương hoặc là tử vong phó phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng cho biết Việt Nam lấy làm tiếc và kiên quyết phản đối hành động của công ty Royal Australia Mint và bưu chính Úc. Theo bà Hằng, công ty Royal Australia Mint và bưu chính Úc đã phát hành các vật phẩm với hình ảnh cờ vàng, cờ của một chế độ đã không còn tồn tại, việc này hoàn toàn không phù hợp với xu thế phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Úc. Đại diện Bộ Ngoại giao cũng cho biết đã trao đổi với phía Úc và đề nghị có hình thức dừng lưu hành các vật phẩm này và không để xảy ra những sự việc tương tự trong tương lai. Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia vừa phản hồi phản đối của Bộ Ngoại giao Việt Nam về việc Canberra phát hành đồng xu lưu niệm có in hình mà Hà Nội nói là cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi ghi nhận tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cho VOA biết trong tuyên bố gửi qua email cuối tuần nhưng không đề cập tới việc chỉnh sửa hay thu hồi đồng xu theo yêu cầu của Hà Nội. Đồng xu và tem kỷ niệm mà người phát ngôn đề cập là nhằm tôn vinh những người Australia từng phục vụ tại Việt Nam. Thiết kế của đồng xu và tem phản ánh màu sắc của các giải huy chương phục vụ được trao cho những quân nhân này, bao gồm Huân chương Việt Nam được phong tặng vào năm 1968. Chính phủ Australia không công nhận cờ vàng, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cho biết trong email gửi cho VOA. Theo trang thông tin chính thức của Thủ tướng Australia và nội các Huân chương Việt Nam được nữ hoàng Anh đại diện cho hoàng gia Anh phong tặng, vinh danh các thành viên của lực lượng phòng vệ Australia và các thành viên của các tổ chức từ thiện phục vụ tại miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến tranh Việt Nam từ 29 tháng 5 năm 64 tới 27 tháng Giêng năm 73. Trang này nói rõ rằng màu vàng và ba sọc đỏ trên tấm băng huy chương tượng trưng cho Việt Nam Cộng Hòa. Giải huy chương có sọc vàng của miền Nam Việt Nam ở trung tâm. Giải băng cũng có một sọc xanh đại diện cho hải quân, hai sọc đỏ tượng trưng cho lục quân và một sọc xanh nhạt cho lực lượng không quân. Huân chương Việt Nam được Hoàng gia Anh thành lập vào ngày 8 tháng 6 năm 68. Hôm 4 tháng 5, Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ trích hai cơ quan thuộc kho bạc và bưu chính Australia đã phát hành đồng xu có hình cờ vàng nhân dịp Canberra kỷ niệm 50 năm kết thúc tham chiến ở miền Nam Việt Nam năm 1973. Hơn 60.000 binh sĩ Australia đã phục vụ trong chiến tranh Việt Nam bên cạnh các lực lượng của Mỹ và Việt Nam Cộng hòa và 523 binh sĩ Australia đã hy sinh trong cuộc chiến này. Năm nay, Hà Nội và Canberra kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hiện hai nước đang duy trì quan hệ đối tác chiến lược. Cộng đồng người Việt tại Australia bày tỏ sự bất bình trước tuyên bố của Bộ ngoại giao Việt Nam cái đồng bạc cắt hai đồng được uh, sức, uh, sản xuất ở từ camera, thủ đô camera do Australian Mint sản xuất. Đó là để mà họ kỷ niệm 50 năm uh, từ ngày những chiến binh cuối cùng của, 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 của uh, quân đội Hoàng gia Úc rời khỏi Việt Nam. Và đương nhiên phải có cơ, cơ, cơ vàng và sọc đỏ là vì họ qua đó chiến đấu bên cạnh cơ vàng và sọc đỏ là đồng minh của họ. Chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến dài nhất mà Australia từng tham gia trong thế kỷ 20, kéo dài hơn một thập kỷ. Với ban đầu chỉ từ một đội huấn luyện quân sự thành một tiểu đoàn và sau đó là một đội đặc nhiệm. Các lực lượng lục quân, hải quân và không quân của nước này đều tham gia bên cạnh lực lượng của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa. Khoảng 57.000 quân nhân Australia đã phục vụ tại Việt Nam, trong đó có khoảng 520 chiến sĩ hy sinh và nhiều người khác bị thương trước khi những người lính Australia cuối cùng rút về nước vào tháng 12 năm 1973. Ok, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Nếu các bạn thấy video này hay hay là hữu ích, hãy comment like và share cho mình ha. Và nếu chưa subscribe đó, thì subscribe cho mình một cái nha. Cái mình subscribe có cái chuông bấm vào cái chuông cái nữa. Chọn tất cả để mỗi khi mình có video mới ra thì YouTube sẽ thông báo cho các bạn liền. Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye. À, ở đây mình có mấy cái đồng tiền 50 sen, 2 đồng. Nhưng mà bữa nay chủ yếu là mình chỉ trên tay cái đồng tiền này thôi. Nên hình thử ra mình không có nói hết những cái đồng tiền khác à, Vì vậy nên các bạn mà muốn mình review về cái đồng tiền nào đó Thật ra tiền 2 đô la ở đây mình collect rất là nhiều luôn nha Và những cái đồng tiền 50 cent như, như thế này đó, Thì các bạn mà muốn mình review cái đồng tiền nào đó Thì comment bên dưới mình sẽ làm video về cái đồng tiền đó chứ kêu bây giờ mà nói mà view hết tất cả những cái đồng tiền á thì ô nó nó là vô số mình nội giống như ở đây không nó nó đã là một đống rồi thì mình nghĩ làm hoài cũng không hết đâu nên mỗi video mình làm video ngắn vậy thôi và ở úc á thì được cái là mỗi lần kỷ niệm chẳng hạn như là olympic hay là commonwealth game người ta cũng có làm những cái đồng tiền này nữa nhưng mà mình nghĩ không có mấy người quan tâm về những cái đồng tiền này mà thường thường á là người ta chỉ muốn biết về những cái đồng tiền có liên quan tới Việt Nam thôi chẳng hạn như hai đô la màu vàng này thì bởi bởi vì nó có cái cái lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa trước 75 nên người ta mới quan tâm và nói nhiều đến thôi chứ những cái đồng tiền mà hai đô la mà cũng có liên quan tới với Việt Nam nhưng mà nó không có in cờ nên là nữ ra cũng không có mấy người mà quan tâm lắm chỉ có kỳ này đó là cái đồng tiền 2 đô la có cái hình cờ Việt Nam Cộng Hòa là vì vậy nên mới có coi như là xôn xao báo chí ùm uh, uh, tỏi ở Việt Nam lên với lại uh, những cái báo của người Việt ở nước ngoài. Chứ thật ra là trước đây cũng có cái đồng tiền năm xu rồi nha, đồng 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 tiền năm xu mà có hình cờ Việt Nam Cộng Hòa chính xác sáu năm về trước nha và sau đó cũng có phát hành mấy cái này đây cũng là có liên quan tới Việt Nam có tên của Việt Nam chẳng hạn như Long Khánh và Coroboro là ở Bình Phước của uh, của Việt Nam. Ok, bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye.